NettoCut là chiếc xe có chiều dài trục cơ sở là 100 cm, nó ngắn gần bằng so với dòng xe rốt đắt tiền rơi vào tầm 98, và nó ngắn hơn khá nhiều so với những xe city bike thông thường rơi vào tầm 104 cm. Từ đấy thì nó cho khả năng tăng tốc cực kỳ là tốt nhá, nó tiệm cận với dòng xe rốt luôn. Ngoài ra thì nó được trang bị một bộ group của Shimano Clarit có tỷ số truyền cũng rất là tốt luôn, khi đùi đĩa nó là 50 và líp nhỏ nhất của nó sẽ là líp 12T. Thì chiếc xe này nó thực sự phù hợp với bác nào có thiên hướng tốc độ nhá, thực sự là thích một tốc độ tốt khi đi phố. Và sau đây thì một cái phần review chi tiết về cấu hình của em nó. Về khung càng, xe sử dụng khung hợp kim nhôm được xử lý mối hàn này, cực kỳ mịn và đẹp luôn. Và chất nhôm của em nó là nhôm 6061 cao cấp chính hãng của Netto. Và Netto thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, được phân phối chính hãng vào Việt Nam từ năm 2023 bởi công ty Hoàng Thịnh Phát nhá. Và chiếc xe này rất là đặc biệt khi được bảo hành chính hãng bởi công ty luôn, tức là phụ tùng có lỗi gì là bên em lên công ty lấy về và trực tiếp bảo hành cho khách. Về size số thì nó có một size 46, giống ngang của nó là 52. Nó chuẩn cho chiều cao từ 1m6 đến 1m7 và chiều cao đi được từ 1m55 đến 1m75. Và một size nữa là size 48, giống ngang của nó sẽ là 53, chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được từ 1m6 đến 1m8. Về lỗ chờ thì em nó đầy đủ lỗ chờ để bắt tay ba ga này, chắn bùn thì lắp chung vào cái lỗ chờ của cái cùng phanh này, và chân ba ga, chân chắn bùn dài mình có thể lắp chung vào đây nhá. Về chân chống thì nó được trang bị một chân chống nhôm kẹp khung, rất là ok luôn, rất là chắc chắn vì cái giống này chỗ này nó khá là vuông thì lắp cái này nó chắc nhá, nó không bị lắc đi lắc lại, rất là ổn rồi. Cái này có thể điều chỉnh dài ngắn của chân chống này, rất là ngon luôn. Cái lò xo của nó, cơ cấu nó vẫn khác những cái lò xo của chân chống bình thường. Chân chống này thường rơi vào tầm 80.000 giá thị trường. Tiếp theo là một cái càng phuộc của nó là càng phuộc bằng nhôm luôn và không mối hàn nhá. Nó làm như càng carbon từ trên này xuống chỗ này này, rất là mướt luôn, đẹp, không có một cái điểm gờ nào cả. Và nó lại còn lắp cái phanh C nữa, thành ra nó không có các cái lỗ chờ chỗ bên này hay là các cái tai bắt của cái dây phanh của phanh đĩa ấy. Thành ra nó sẽ đẹp hơn cái kiểu của phanh đĩa khá nhiều. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi Mayer làm bằng nhôm, được sơn tĩnh điện màu đen và chạy hai bạc trước, bốn bạc sau cho độ trớn là mắc binh rồi. Và cái bạc cũng được che chắn rất là cẩn thận bằng một miếng công bằng nhôm như này thì nó sẽ kín, và khi nó kín thì nó sẽ bền hơn so với cái việc không được che chắn nhá. Nó sử dụng trục chớp mở nhanh cả trước cả sau, nan sơn tĩnh điện màu đen, chân nan cũng sơn luôn màu đen để đồng bộ màu với xe. Vành là vành nhôm hai lớp dày và cụ thể là dày 3 cm chính hãng của Netto. Và cái nó sử dụng là van hạt gạo. Cái này ưu điểm làm cái lỗ vành nó nhỏ thì cái vành nó sẽ cứng. Tuy nhiên nó không phổ biến lắm thì thành ra các bác phải dùng một cái chuyển đầu van hoặc dùng đầu ôm đa năng. Còn sau này khi các bác đi mua xăm là lưu ý nhá. Van này gọi là van FV, và các bác mua cần là FV48 thôi là thoải mái rồi, không cần đến FV60 bởi vì nó quá dài. Vành này nó chỉ là 3 phân thôi. Lốp của nó là lốp của Kenda của Đài Loan xịn. Đây, có insert đây này, rồi có dập nổi này. Độ bền rơi vào từ 15 đến 20.000 cây, rất là bền luôn. Và áp suất lốp bơm là 3,5 đến 6 cân, thường bơm tầm 5 đến 6 cân. Và thông số lốp của nó sẽ là 732C, tức là đường kính tổng của nó sẽ là xấp xỉ 700mm. Và độ rộng bánh của nó sẽ là 32mm nhá. Và đây là vân lốp của em nó này. Và khi các bác lưu ý lắp của cái lốp của cái phanh vành này thì các bác chú ý cái chiều lốp nhá. Đây là cái chiều lốp hướng ra phía trước này. Về may ở sau bốn bạc đạn thì sẽ có hai bạc của côn trục và hai bạc của cối thả, và nó sử dụng cối thả cao cấp của Shimano HG. Và khi lên cối bạc đạn thì nó sẽ mặc định là cối nổ nhá. Tiếng cối thằng này rất là to luôn, như kiểu thằng Retro Spec luôn, kêu cực kỳ rít. Và cái độ trớn của nó rất là tốt nhá, bởi vì khi lên bạc đạn cái size số của nó cực kỳ nhỏ này, thành ra cái clip của nó này quay gần như không có đổ đảo luôn, rất là ngon. Nó là mắc binh của những cái loại cối trong cái tầm giá này rồi. Về bộ truyền động, xe sử dụng một đôi pedal có trục cốt thép chạy bạc trượt nhá, và bạc này là trượt trên nền nhựa, thành ra ưu điểm của nó là nó cực kỳ là bền, nó bền như kiểu bicon luôn, rơi vào tầm 15 đến 20.000 cây. Ưu điểm thứ hai là đến lúc nó hỏng thì nó cũng sẽ không bao giờ kêu nhá, gần như không bao giờ kêu luôn, bởi vì cái cơ cấu của nó không có các cạn thép, không có bi, không có côn, thành ra là nó không thể kêu được. Chỉ có nhược điểm của nó là đầu tiên là nó không trớn như bạc đạn, thứ hai là sau khi các bác dùng khoảng tầm 10.000 cây ấy thì nó sẽ có độ rơ nhá, bởi vì lúc đấy thì nó sẽ ma sát, nó sẽ mài mòn các cái bề mặt rồi, thành ra bắt đầu lúc đấy nó sẽ có độ rơ thì đạp nó không được thoải mái lắm nữa thôi. Còn bác nào mà dễ tính thì thấy nó cũng bình thường. Tiếp theo là một bộ đùi được làm bằng nhôm của Shimano và gọi là đùi đĩa nhôm 5 chấu nhá, cho phép đổ đĩa, và cái thông số này nó là 110 BCD, và thông số của nó đang là 3450T, nói chung đã quá là nhanh rồi.
các bác có nhu cầu lên là 3652 hoặc 3953 thì độ nữa thôi. Và cái đùi này của Shimano của Nhật thì cũng khá ít xuất hiện, có mã là RS200 sản xuất tại Malaysia. Gạt trước của Shimano Clarit rất là ngon. Cái bộ chuyển số này là dùng của bên dòng đua này. Rồi xích của nó là xích của KMC, cái hãng này rất là chịu đầu tư xích luôn. Xích này có độ bền rất là tầm 8 đến 10.000 cây. Một củ sau cũng của Shimano Clarit rất là ngon nhá. Nó so sánh sang bên MTB thì nó sẽ ngang với thằng Antut. Và tiếp theo là một clip của Shimano HG200 8 tầng. Rồi, 8 tầng. Và có thông số là 12, 32T, 2 x 8 là 16 tốc độ, thoải mái luôn rồi. Và tay đề của nó là tay đề của Shimano Clarit nhá, đồng bộ luôn. Con này lắp đồ cũng rất là chuẩn chỉ nhá, full một set của Shimano luôn. Chuyển số thì cực kỳ là mượt mà. Và lên cái thằng này thì nói chung là rất là bền rồi. Và chuyển số cũng gọi là cực kỳ nhanh nữa. Về hệ thống lái, xe được trang bị một ghi đông làm bằng nhôm, có độ rộng là 63cm, chính hãng của Netto và được sơn tính điển lên màu đen. Và nó có thiết kế bo cong khá khá nhá, nó sẽ nhiều hơn so với cái dòng MTB một chút, cho nên cảm giác lái của nó cũng rất là thoải mái. Rồi tiếp theo nữa là một cái pô tăng làm bằng nhôm của Netto, chén cổ làm bằng nhôm của Netto. Rồi tiếp theo một hệ thống cọc yên ngồi của Netto nhá, và sử dụng một vít lục 6mm, cái cơ cấu này nó sẽ gọn hơn so với cái loại vặn ốc bình thường rồi. Và thực ra là tầm từ 5 củ trở lên nó là cọc yên nhôm đúc như này cả rồi. Tiếp theo là cái yên thì chất da cực kỳ tốt, đổi giày thì không tốt lắm và nó không có đánh giữa nhá. Thành ra các bác mới nhập môn thì chắc là nên dùng thêm bọc yên. Và đi xa tầm trên 10 cây cũng nên dùng bọc yên nhá. Còn bác nào đi quen quen rồi thì đi dưới 10 cây không cần bọc yên đâu. Rồi một cái khóa cọc yên của nó làm bằng nhôm này, rất là dày. Có một cái quả cánh tay đòn cũng rất là dày thì chỉ cần một cái lực rất là nhẹ này đã chốt chặt được nó rồi. Về hệ thống lái, xe được trang bị ghi đông làm bằng nhôm, có độ rộng 63cm và thiết kế của nó bo cong khá là nhiều, thì cho cảm giác lái của nó rất là thoải mái nhá. Pô tăng làm bằng nhôm của Netto, chất sơn đây cũng rất là mịn. Chén cổ làm bằng nhôm của Netco của Đài Loan. Tiếp theo là phía trước được trang bị một miếng phản quang, đi đêm sẽ an toàn hơn. Và một cái đôi tay nắm của nó thì cầm rất là êm nhá. Tuy nhiên nhược điểm của nó là không có gờ chống mỏi. Đây là một cái dạng tay nắm xốp này, cũng là khá ít các cái hãng lắp cái kiểu này. Một cái nút phía ngoài này thì nó sẽ che chắn cho cái lỗ ở ghi đông này. Tiếp theo là một cái cọc yên làm bằng nhôm, đây là cọc yên nhôm đúc nhá. Thực ra là tầm từ 4 củ trở lên thì người ta đã lắp cái cọc yên nhôm đúc này rồi. Sử dụng lục là 6mm viết dưới lên. Nó sẽ là dấu ốc so với cái loại vặn hai bên này, nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo là một cái yên của Netto, chất da thì phải nói là cực kỳ là tốt luôn. Tuy nhiên thì nó không được dày. Và tiếp theo nữa là nó không có rãnh giữa nhá. Thành ra các bác nhập môn thì chắc là nên dùng bọc yên. Và nếu mà các bác đi quen rồi thì tầm dưới 10 cây thì cũng không cần bọc yên đâu. Cái này thì cũng êm rồi. Còn trên 10 cây thì chắc là vẫn cần bọc yên để hỗ trợ. Hoặc là tốt hơn hết thì mua quần đạp xe luôn. Về một cái khóa cọc yên của nó thì rất là dày nhá, chỉ cần một lực cũng khá là nhẹ thì nó sẽ chốt được chặt cái chốt này rồi. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 11,4 cân, rất là ấn tượng. Trước giờ cứ quảng cáo che vào DK Pro 11,6 cân là giới hạn. Tuy nhiên hiện tại thì thấy nó lắp sang cái này thì khả năng là do cái bộ group của Clarit nó tối ưu về khối lượng tốt thì thành ra nó nhẹ hơn được thêm khoảng 200 g nữa, rất là nhẹ luôn. Về màu sắc thì em nó có đâu 3-4 màu, của video sẽ để danh sách các màu nhá. Về chính sách bảo hành, bên em bảo hành khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm, từ xăm lốp và bê-đan và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải tính toán. Tuy nhiên bên em có yêu cầu cọc chi phí vận chuyển nhá. Và quà tặng đi kèm sẽ là gá nước, bình nước, khóa số và chắn bùn. Ngoài ra thì có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Và cảm ơn các bác xem hết video, chúc các bác lựa chọn được cái xe ưng ý nhá.